BBTV Podcast. Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình podcast của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra trong cuộc sống thì chương trình này chính là dành cho bạn. BBTV Podcast sẽ luôn là một người bạn đồng hành cùng bạn trong quá trình kiến tạo bản thân, thay đổi chính mình theo hướng tích cực hơn mỗi ngày. Quý vị biết không, sáng nay khi đang lướt web để đọc báo thì Khánh Diễm bị cuốn vào một mẫu tin nhỏ nói về bình đẳng giới. Đại loại là trong một nghiên cứu mang tên Giới tính trong sách thiếu nhi ở thế kỷ 20 dựa trên gần 6.000 cuốn sách thiếu nhi được xuất bản từ năm 1900 đến năm 2000 tại Mỹ, thì bà Jenny McCabe, giáo sư xã hội học Đại học bang Florida cùng với cộng sự đã phát hiện ra rằng các bé trai, nam giới là nhân vật chính trong 57% sách thiếu nhi được xuất bản mỗi năm và chỉ có 31% có nhân vật chính là nữ. Cũng theo nghiên cứu này thì 25% của gần 6.000 cuốn sách trên không có sự xuất hiện của nhân vật nữ giới, trong khi các nhân vật là nam giới thì gần như xuất hiện 100%. Còn những cuốn sách mà nhân vật nữ giới có tiếng nói thì sao? Họ có ước mơ không? Khát vọng của họ là gì? Hay họ chỉ ngồi đó và chờ đợi một chàng hoàng tử? Nếu thử làm một khảo sát nhanh các câu chuyện cổ tích trong và ngoài nước được trẻ em yêu thích như là cô bé Lọ Lem, nàng công chúa ngủ trong rừng, tấm cám, khuôn mẫu của nhân vật nữ thì thường được miêu tả là xinh đẹp, yếu đuối, không có tiếng nói, phụ thuộc và tập trung vào công việc như là dọn dẹp, nấu ăn và chăm sóc gia đình. Trong khi đó thì thưa quý vị, các nhân vật nam được khắc họa với tính cách mạnh mẽ, chủ động, dũng cảm và nắm vai trò chỉ huy. Mẫu tin nhỏ thì khiến Khánh Diễm suy nghĩ rất là nhiều và tự đặt ra câu hỏi, phải chăng đề cao đức tính hy sinh, sự dịu dàng và nhẫn nhịn của phụ nữ là đang bảo vệ và tôn vinh họ? Phải chăng bình đẳng giới là phải tranh đấu và chia đôi thế giới này thành hai nửa riêng để phụ nữ và nam giới đều được hưởng như nhau? Và thế là trong chương trình podcast này thì Khánh Diễm muốn nói về sự bình đẳng giới trong thời đại hiện nay. Bình đẳng giới thì có lẽ là khái niệm này đã khá quen thuộc với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, có một sự thật là nhiều người vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của khái niệm ấy. Và thưa quý vị, hôm nay trong chương trình podcast này thì có sự tham gia của tiến sĩ Uông Thị Lê Na, giám đốc trung tâm tư vấn tâm lý Tâm Bình An, thành phố Đồng Xoài. Và dưới góc nhìn của một phụ nữ, tiến sĩ Uông Thị Lê Na sẽ cùng với Khánh Diễm chia sẻ về câu chuyện nữ quyền và bình đẳng giới quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta cùng kết nối với chị Lê Na. Alo, Khánh Diễm xin chào chị Lê Na ạ. Lê Na xin chào Khánh Diễm. Rất vui là được kết nối với chị Lê Na trong buổi trò chuyện hôm nay. Và xin phép là Khánh Diễm gọi thế cho thân mật nhé chị Lê Na. Nhất trí thôi. Cho Khánh Diễm hỏi một xíu nha. Hôm nay chúng ta kết nối vào buổi sáng. Không biết là lúc này chị Lê Na có đang ngồi trong quán cà phê một mình không ạ? Hiện tại xung quanh Lê Na có rất nhiều người. Người ở đây không phải là người là mình phải nhìn thấy người ta hoặc là trực tiếp đối diện với người ta. Mà người ở đây, người đó đang ở trong tim mình. Chẳng hạn như là Khánh Diễm cũng đang ở trong tim Lê Na trong lúc này, cũng như là quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thật ra không phải tự dưng mà Khánh Diễm đang hỏi chị Lê Na có đang ở trong cà phê một mình không, bởi vì nam ngồi một mình không sao hết, nhưng mà nữ ngồi một mình nhiều lúc hơi ngại ngại. Đó là tâm lý của Khánh Diễm chị Lê Na. Tại sao lại có cái khái niệm là nam có thể ngồi một mình mà nữ tại sao lại ngồi một mình có vẻ ngại ngại nhỉ? Đó là vấn đề mà chúng ta phải chia sẻ trong chương trình hôm nay chị Lê Na. Thôi. Vậy thì cho Khánh Diễm hỏi một câu nữa nha. Đó là nếu mà có một điều ước ngay lúc này thì chị có ước mình là đàn ông không? Nếu mà bây giờ Lê Na có một điều ước thì mình sẽ ước cho tất cả những người chưa được bình đẳng giới trong xã hội được bình đẳng. Còn bản thân Lê Na thì không. Bởi vì người ta chỉ có thể ước những gì người ta chưa có thôi, Khánh Diễm ạ. Thật ra nói ước những điều mình chưa có thì Khánh Diễm nghĩ rằng không phải ai cũng ước điều đó, chị Lê Na ạ. Ví dụ như bản thân Khánh Diễm là phụ nữ, Khánh Diễm chưa bao giờ ước ao mình là đàn ông cả. Mà Khánh Diễm muốn làm những điều mà đàn ông có thể làm được và phụ nữ cũng làm được. Khánh Diễm nói như vậy là hoàn toàn có vẻ như là đúng. Bởi vì bản thân
Khánh Diễm là nữ, Khánh Diễm không ước ao vào đàn ông. Bởi vì những điều ước của chúng ta chỉ ước nếu mà người có trí tuệ chỉ ước khi cái điều ước đấy có thể trở thành hiện thực. Còn nếu chúng ta là phụ nữ, chúng ta có ước vào đàn ông, có ước đến vạn lần điều đó cũng không thể được. Tại sao chúng ta lại ước điều đó, đúng không Khánh Diễm nhỉ? Vâng, đúng vậy chị Lena. Khánh Diễm thì luôn có một cái cảm giác là Khánh Diễm được hạnh phúc hơn thế hệ của cha mẹ mình. Bởi vì thì phụ nữ thời nay có cảm giác là mình hạnh phúc hơn bởi vì mình bình đẳng như nam giới, có thể tự do làm nhiều điều mình muốn và được luật bình đẳng giới bảo vệ. Và có cả những cái cơ quan chuyên trách về vấn đề của phụ nữ nữa. Chị Lena có đồng tình với quan điểm đó không? Có rất nhiều cái quan điểm khác nhau về vấn đề này. Có nhiều người nói thì ở nước ngoài mới có bình đẳng giới, còn ở Việt Nam hiện nay thì chưa có bình đẳng giới. Tôi thì tôi không hoàn toàn đồng tình về cái vấn đề này, về cái quan điểm này. Còn đây là quan điểm cá nhân của Lena là như thế này này. Ví dụ như có nhiều cách nhìn, nói là ở những thành thị, thành phố lớn, có nhiều người có trí thức cao này, rồi có văn hóa này, có ứng xử vân vân, thì có vẻ như bình đẳng giới nó được diễn ra nhiều hơn. Nhưng thực sự cũng chưa phải là như vậy. Và một cái góc nhìn khác đó là bình đẳng giới ở nông thôn, dân trí cao thì chưa nhiều. Nhìn có vẻ như là bình đẳng giới chưa phải là nhiều, nhưng thực ra cũng không phải là như vậy. Và còn một cái góc độ khác mình chia ra theo cái vị trí địa lý, đó là bình đẳng giới ở những cái vùng cao, vùng sâu, hải đảo hoặc là nơi hẻo lánh. Bình đẳng giới có thể là nó không được nhiều như cả thành thị, cả nông thôn, và nó lại còn bình đẳng giới nó còn chưa được diễn ra nhiều nữa. Ví dụ như là những người phụ nữ bị chồng ép phải sinh tới 20 người con hoặc hơn 20 người con. Nói thì là nói như vậy, nhưng mà tất cả những yếu tố trên ban đầu nghe có vẻ như là hợp lý, nhưng mà thực sự cái vị trí địa lý không còn quan trọng khi con người ta có văn hóa này, có tri thức. Mấu chốt vấn đề là văn hóa, hiểu biết và tri thức của con người. Vâng, và Khánh Diễm nghĩ rằng đó là lý do mà chúng ta có luật bình đẳng giới để bảo vệ tất cả những phụ nữ, kể cả vùng sâu vùng xa như là chị Lena vừa chia sẻ. Muốn bình đẳng giới không phải chỉ dựa vào luật không đâu. Luật ấy chỉ là hình thức mà buộc con người ta phải tuân theo thôi. Để chuyển hóa thực sự phải là chuyển hóa từ cái tâm, liên quan đến lòng bao dung, lòng yêu thương, nhân ái, nhận thức của con người cơ. Chứ còn luật pháp chỉ là những cái điều bắt chúng ta phải làm thôi, chúng ta không được vượt qua cái điều đấy. Ví dụ như không được bạo hành phụ nữ này, không được ép người khác, không được thế này thế kia, nhưng cái đó là cái điều bắt. Còn ví dụ như bạo hành nhé, đâu phải là bạo hành là đánh mới gọi là bạo hành đâu. Một cách nhìn thôi, một cái nhìn mà nhìn cho làm người khác đau lòng, xé tim, thấu ruột, thấu gan đấy, cũng là bạo lực đấy. Rồi không nói chuyện với người khác cũng là bạo hành, cái đấy pháp luật đâu có thể can thiệp được, đúng không? Vậy nên Lena nói rằng là cái pháp luật chỉ là một cái gọi là bắt chúng ta phải làm theo, nhưng cái chuyển hóa thực sự của chúng ta là phải chuyển hóa từ trong tâm, từ nhận thức của chúng ta cơ. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta không thể ngồi im hoặc là quanh quẩn nơi góc bếp rồi gào lên đòi bình đẳng giới, bảo là pháp luật quy định rồi, có pháp luật quy định bảo vệ phụ nữ trẻ em vân vân. Đừng có gào lên, dừng ngay những tư tưởng đó lại, hãy bắt tay vào làm như họ. Đừng có tư tưởng phân biệt là việc này là của đàn ông hay là việc kia là của phụ nữ nữa. Thực tế chị Lena là Khánh Diễm thấy vẫn còn tình trạng như chị Lena nói, có nghĩa là mọi người đòi bình đẳng giới có nghĩa là phải tăng tính nữ quyền lên, phụ nữ thì phải đứng lên phá tan tất cả những ràng buộc, những rào cản áp đặt do đàn ông xây nên. Thì chúng ta phải có cái hướng xử lý như thế nào? Bây giờ Khánh Diễm lại nói là có cái xu hướng là đứng lên đòi tăng nữ quyền rồi phá tan, đập tan, đúng không? Quan điểm riêng của Lena thì thế này này, chúng ta định tăng nữ quyền là tăng kiểu nào và tăng là tăng thế nào? Đừng bắt pháp luật phải tăng hay là phụ nữ phải đập tan hay là phá tan hay là vùng lên. Phụ nữ có quyền bình đẳng hay không là do chính mình, bản thân mình phải quyết định cái điều đó. Chúng ta vùng lên phá tan mà trong tay chúng ta lại không có vũ khí, tan thì sẽ đi cùng với nát, nó sẽ bằng tan nát đấy. Muốn đi buôn thì phải có vốn, muốn chiến đấu cần phải có vũ khí. Muốn vậy, chúng ta muốn thay đổi thế giới, trước tiên điều quan trọng nhất và khôn ngoan nhất, trước tiên chúng ta mỗi người cần phải thay đổi chính bản thân mình. Và mỗi người tự học, tự tìm tòi để nâng tầm của mình lên. Khi trí tuệ, hiểu biết là sức mạnh, là vũ khí, nó là minh chứng mình tôn trọng mình, và đồng thời những người khác cũng phải tôn trọng và bình đẳng với mình.
Thanh Diễm có đồng ý với quan điểm như thế của Lena không? Thực sự là ban đầu nghe chị Lena nói về vũ khí ấy, thì Khánh Diễm đang nghĩ là phụ nữ mình có rất là nhiều vũ khí. Đúng thật như chị Lena, ngoài những cái sự dịu dàng mềm mỏng thì chúng ta cũng phải trang bị thêm, đó là sự kiến thức, đó là trí tuệ để chúng ta có thể chia sẻ và kêu gọi nhiều người đồng hành với mình hơn, đúng không chị? Tất nhiên là như thế rồi. Phụ nữ hay là đàn ông hay là trẻ trai trẻ gái đều cần phải học, đều cần phải có sự hiểu biết. Phải khi có một cái nhận thức đúng đắn thì khi đó bình đẳng giới mới diễn ra một cách thực sự. Và thưa quý vị, khi mà nói về nữ quyền trong bình đẳng giới á, thì Khánh Diễm nghĩ rằng là chúng ta thử chuyển hướng dành một chút để nói về suy nghĩ của đàn ông nhé. Hôm trước thì Khánh Diễm có đọc một mẫu tin ngắn có số liệu thống kê rằng là phụ nữ thì dành trung bình 20,2 giờ trong một tuần để mà dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, chăm sóc gia đình, trong khi nam giới thì chỉ dành 1/2 thời gian này thôi quý vị ạ. Và số liệu này thì lập tức gây ra nhiều tranh cãi từ các đấng mày râu. Họ cho rằng sao phụ nữ lại mặc nhiên cho mình là chân yếu tay mềm và đương nhiên hiểu các việc nặng nhọc gánh vác là của nam giới. Tại sao không đặt câu hỏi ngược lại là tại sao các việc nặng nhọc lại là của nam giới? Từ trước tới nay thì người Việt vẫn luôn hằn sâu một suy nghĩ đàn ông là trụ cột trong gia đình. Vậy nên là nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến cho nam giới ngày càng phải đối diện với nhiều áp lực. Và chị Lena này, chị có cho rằng là nam giới cũng đang là nạn nhân của bình đẳng giới không ạ? Câu chuyện này thì khi ngồi quán cà phê giữa nam và nữ tranh luận với nhau cũng rất là nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng là thân phận người phụ nữ. Tôi cũng rất là chân yếu tay mềm và tôi cũng rất là mong muốn cần được che chở. Nhưng nếu cứ suy nghĩ mong muốn là tôi chân yếu tay mềm lắm, tôi cần được che chở lắm thì xin lỗi, bình đẳng giới không đến được đâu. Và tôi cũng là phụ nữ nhưng tôi xin lỗi chị em phụ nữ, câu này là chuẩn không cần chỉnh, họ cũng đang bị bạo hành đấy. Vâng, họ cũng áp lực lắm, họ cũng khổ tâm lắm. Khi mà chúng ta nhìn tới thì chúng ta là cũng phải biết nhìn lui ạ. Bởi vì nhìn người khác nó dễ lắm, còn khi mình soi lại chính bản thân mình nó hơi khó ạ. Chính vì vậy, Lena thường hay nói là hãy làm được những gì người khác có thể làm. Và khi và chỉ khi phụ nữ và nam giới làm được những việc như nhau, có nghĩa là như nhau ở đây là gì? Không có sự phân biệt. Đừng phân biệt là cái việc nặng đấy là anh phải làm, còn việc nhẹ này để em làm, đừng 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 có phân biệt. Hơn nữa là nếu kiếm tiền ấy, thì cũng đừng bảo là anh là trụ cột gia đình, anh phải kiếm tiền, còn em thì ở nhà chăm sóc nhà cửa. Tự mình đã thu mình vào trong một cái khuôn khổ như thế thì làm sao mà đòi bình đẳng. Xong cùng kiếm tiền này, cùng xây nhà này, cùng lo con cái này, cùng lo nhà cửa. Và khi người chồng cũng có thể ra ngoài đi làm, người vợ cũng tương tự như thế. Và ai cũng được quyền tự do làm những công việc mà pháp luật không cấm ấy. Thì như vậy bình đẳng giới sẽ đến. Mà có một vài trường hợp tôi đã gặp ấy. Khi mà cùng cái câu nói là đàn ông cũng không được bình đẳng giới nhé, có một vài trường hợp tôi gặp ấy là không chỉ nữ giới bị bạo hành mà nam giới cũng bị bạo hành, cũng bị đối xử bất bình đẳng. Nói cái trường hợp cụ thể ra đây được không, cái diễn nhỏ Dạ vâng, xin mời chị. ví dụ như thế này, có những gia đình ý là chồng không cho vợ đi làm, mà cái này là thực tế luôn nhé, ngay nơi môi trường Lena sống luôn đấy. Chồng không cho vợ đi làm chỉ vì là sợ vợ ra ngoài rồi mặc quần áo đẹp, váy vốn đẹp và vân vân, là không cho vợ đi làm. Và khi chồng về nhà là mặc nhiên vợ phải có mặt ở nhà mới được. Cái đấy là tôi thấy rất không bình đẳng. Còn một cái trường hợp khác nữa, mà lại trường hợp là cả nam và nữ xung quanh môi trường Lena sinh sống, nó có nhiều những cái mà như có nhiều những cái vấn đề mà nó xảy ra như thế đấy. Có người đàn ông, thực ra tôi không cổ vũ cái chuyện là đàn ông nhậu nhẹt. Tuy nhiên nếu mà giao lưu một vài ly với lại bà con hàng xóm với anh em họ hàng, chắc tôi nghĩ không vấn đề gì. Thế nhưng mà cái người phụ nữ này lại không cho chồng mình dù chỉ là một ly cũng không được, giao lưu anh em bạn bè cũng không. Và nếu cứ ở nhà mà dọn nhà cửa, dọn dẹp con cái, đi làm cùng vợ, bởi vì vợ chồng người này là dân đi làm cùng nhau, nên cứ đi làm cùng vợ ở nhà, chỉ hai vợ chồng con cái với nhau thì không sao. Nếu chồng bước chân ra khỏi nhà là về nội chiến hỗn loạn xảy ra. Thì ở đây chúng ta cần phải nói đến điều gì? Cả nam và nữ đều có nguy cơ bị bạo hành, bị mất bình đẳng giới. Chứ không phải là chỉ nam hoặc là nữ đâu ạ, hoặc là chỉ nữ đâu ạ. Nữ ngày nay chúng ta cũng
cũng có nhiều những cái quyền lắm, chứ không phải là chỉ nữ mới bị bất bình đẳng đâu ạ. Những phân tích rất là cụ thể và những cái ví dụ nữa rất là chi tiết, thì chúng ta thấy là rõ ràng bất bình đẳng thì không phải là dùng vũ lực mới là tạo sự bất bình đẳng đâu, mà đôi khi một cái hành động nhỏ, và không chỉ nam, nữ, mà ai cũng có thể gặp phải tình trạng bất bình đẳng giới. Nhưng nếu mà chúng ta nói về nữ quyền á chị Lena, thì chúng ta hiểu đúng như thế nào về bình đẳng giới đối với nữ ạ? Khi mà nói cái từ nữ quyền ý, có thể là Lena là một trong những người không thích cái từ nữ quyền, bởi vì mình đã không thích nam quyền rồi mình còn bày ra cái từ nữ quyền. Tôi không thích cái từ nữ quyền một chút nào luôn ý. Khi mà nói là có quyền thì chắc sẽ có lực, đúng không ạ? Mà đã có lực thì chắc chắn sẽ có người phải chịu áp lực và phải chịu phục tùng cái quyền đó, kể cả là nam và nữ. Chính vì vậy tôi không thích cái từ quyền đó. Nhưng mà tôi lại rất là thích cái danh từ vừa tính từ là bình đẳng giới. Bởi vì bình đẳng ở đây được hiểu là không cấm người khác làm những việc mà pháp luật không cấm. Còn ví dụ như khi chúng ta cấm người khác cái việc gì mà pháp luật không cấm á, là chúng ta đang bất bình đẳng giới với người đối diện đấy. Ví dụ như là về học tập này, về công việc này, về kiếm tiền này, chăm sóc gia đình này, quan hệ xã hội này, cái điều pháp luật không cấm, nếu chúng ta cấm có nghĩa là chúng ta đang bất bình đẳng giới đối với người đối diện. Tôi mong muốn rằng là chúng ta là những con người là làm phải đối xử với nhau như cái cách mà bản thân mình mong muốn. Có nghĩa là mình muốn kỳ sở bất dục, vật chi ưu nhân. Mình muốn cái gì thì hãy làm cho người khác cái đó, mà hãy đối xử với người khác kiểu như cái đó. Thì tôi thích là như vậy. Để duy trì được cái cuộc sống trong gia đình bình đẳng thì thật sự người ta phải có trí tuệ, phải có lòng bao dung độ lượng. Ví dụ như cả hai vợ chồng mà cùng đi làm về, bình thường thì hai vợ chồng cùng vào bếp nấu ăn, rồi nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Tuy nhiên có một ngày nọ, người chồng đi làm về, nằm ì trên ghế sofa và không nói năng gì cả. Nếu chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không có lòng bao dung ấy, sự hiểu biết ấy, chúng ta làm toáng lên, nội chiến hỗn loạn xảy ra, đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta dùng cái tâm của mình để quan sát, có lẽ nay chồng đang mệt, chồng đang bị áp lực căng thẳng công việc, có tuyệt vời không ạ? Tương tự như vậy thì người chồng cũng phải thấu hiểu, thấu cảm cho vợ mình như vậy. Thì chỉ khi nào mà thấu hiểu, thấu cảm như thế thì bình đẳng giới sẽ diễn ra. Còn tôi không bàn về vấn đề nữ quyền, bởi vì tôi không thích từ đó, tôi thích bình đẳng giới. Vâng, như vậy để thay đổi được cái sự bình đẳng giới giữa nam và nữ thì cái sự bắt đầu đó là theo chị Lena, đó là cái sự chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu, đúng không ạ? Đúng rồi, bình đẳng giới thì phải từ cái tâm của mình, từ cái tư duy của mình, chính trong cái tư duy, trong tư tưởng, trong suy nghĩ và trong mỗi hành động của mỗi người. Chỉ khi nào mà tư duy thấu triệt điều đó thì nó sẽ thể hiện ra bằng hành động và sẽ bình đẳng với người khác giống như đối xử với chính mình. Khánh Diễm đồng ý không? Nhưng mà Khánh Diễm thấy á, mình nghe nói là đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu rất là nhẹ nhàng, nhưng mà trong thực tế rất là khó thực hiện chị Lena. Ví dụ như cái ví dụ mà chị đưa ra, đi làm về gặp mà chồng mình đang ngồi ghế sofa, phản ứng của phụ nữ đầu tiên là bỏ luôn, không nấu gì hết. Hoặc là nếu chồng đi nhậu, thôi ta đi cà phê tụ tập với bạn bè. Để mà đồng cảm, để mà dằn cái cơn nóng giận thì cả là một vấn đề chị Lena. Thực ra là không gì không thể làm được. Quan trọng chúng ta có muốn điều đó và chúng ta có đặt chữ trọng cho cái điều đó hay không, và chúng ta cảm thấy nó có đáng hay không. Từ trọng và từ đáng đấy. Ví dụ chúng ta trọng gia đình, trọng cái người chồng, và chúng ta thấu hiểu được cái người chồng. Lena đã nói là ví dụ bình thường hai vợ chồng nấu ăn với nhau rất vui vẻ, nhưng nếu có một ngày anh ta nằm trên ghế sofa một cách sẵn sàng như thế, chắc hẳn trong tâm trí anh ta phải có một cái điều gì đó. Và khi đó là mình phải là một người thấu hiểu chứ, mình phải là người có trí tuệ, mình phải là người hiểu biết chứ. Còn nếu mà chỉ vì là tôi cũng đang mệt lắm đây, tôi cũng đang áp lực ở ngoài lắm đây, nhưng tôi vẫn phải làm. Nếu chúng ta có thể cố, nhưng chồng mình đâu có bắt mình đâu. Hoàn toàn không có gì là bất bình đẳng, đúng không? Nếu như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể: nay anh rất mệt đúng không? Vậy thì nay nhà mình ra ngoài cùng đi ăn nhé, giải tỏa stress, có tuyệt vời không? Thay vì là chúng ta sẽ bỏ đi ra ăn một mình hoặc đi cà phê với bạn, bỏ chồng ở nhà, quẳng chồng một cái cục sờ lơ, đúng không? Vậy thì chồng sẽ rất là đau lòng và cái mâu thuẫn gia đình nó sẽ diễn ra. Nhưng nếu chúng ta có thể làm được cái điều giống như Lena vừa nói, bình đẳng giới, khi mà những cử chỉ, những cái hành động, hành vi của mình làm như thế có đáng được chồng tôn trọng không ạ?
ví dụ như mình bỏ đi uống cà phê không sao cả, anh ta sẽ làm một gói mì tôm thôi, nhưng vừa ăn vừa tủi, đúng không ạ? Và bản thân mình đi uống cà phê có vui không, có ngon không? Không, đang tức cái ông chồng ở nhà. Chính vì vậy hãy làm cái điều gì mà cảm thấy mình không tức và người khác cũng không phải buồn, và chúng ta hãy làm điều đó. Và Khánh Diễm nghĩ rằng muốn làm được điều đó thì không gì hơn chính người phụ nữ phải bồi đắp trí tuệ của chúng ta hàng ngày, vốn kiến thức xã hội, rồi chúng ta cũng có thể giao lưu chia sẻ học hỏi. Tất cả những điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta giàu vốn kiến thức, có thể đồng cảm, có thể thấu hiểu, chia sẻ nhiều hơn, đúng không chị Lena? Xin được cảm ơn chị ạ. Thực sự câu chuyện mà chị chia sẻ rất là có ý nghĩa, và cảm ơn chị đã tham gia cùng với Khánh Diễm trong chương trình podcast của PPTV hôm nay. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện mà Khánh Diễm và tiến sĩ Uông Thị Lê Na vừa chia sẻ thì chắc hẳn giúp mọi người hình dung đúng về bình đẳng giới. Vẫn biết rằng ranh giới giữa bình đẳng và cào bằng là rất mong manh. Thế nên để không nhầm lẫn thì mỗi chúng ta cần phải hiểu rõ bất bình đẳng chỉ xảy ra khi mà bạn bị ngăn cản hoặc bị ép buộc để làm một điều gì đó mà bạn không thích, không muốn, trong khi xã hội quan niệm như thế thì mới là người mẫu mực. Theo đó, nếu bạn làm việc nhà chỉ vì được dạy dỗ là phụ nữ phải như thế thì đó mới đúng là bất bình đẳng. Còn nếu bạn làm vì sự yêu thích thì đương nhiên nó không còn là bất bình đẳng nữa. Tương tự như vậy, trong khi bạn nấu cơm, chồng của bạn vẫn đang ở công sở làm việc thì đương nhiên đó là sự công bằng, bởi vì bất bình đẳng chỉ xảy ra khi anh ấy đang nằm nghỉ ngơi hoặc là tụ tập bạn bè. Nếu bạn đòi hỏi việc nhà phải chia đôi trong khi người chồng thì vẫn đảm nhiệm nhiều công việc nơi công sở khác thì điều đó có nghĩa là bạn đơn giản chỉ là đang muốn cào bằng việc nhà mà thôi. Nam giới thật ra là mọi người nghĩ là phái mạnh, nhưng mà nam giới cũng có những cái vấn đề của nam giới, cũng rất là áp lực. Ví dụ trong gia đình suy nghĩ thì là người cha, người chồng là phải là trụ cột trong gia đình, và áp lực về xã hội, về sự nghiệp nó rất là lớn. Còn nữ giới thì bị gánh nặng là suy nghĩ là nữ giới là phải là nữ công gia chánh, hay là tất cả các việc gia đình là phải quán xuyến để cho nam giới chỉ tập trung cho việc phát triển sự nghiệp thôi. Thì cái đấy là cái, tức là cái sự phân công mà mình sẽ thấy là nó sẽ không hài hòa và không đồng đều cả hai. Cái việc phấn đấu để bình đẳng giới đó là khi mà hai vợ chồng cùng nhau, việc nhà là việc của cả hai và việc kinh tế cũng là việc của cả hai. Định kiến về giới của xã hội mình nó vẫn còn rất là nhiều. Những bạn nam, đặc biệt ở Việt Nam thì rất là ít khi chia sẻ câu chuyện của mình, cũng rất ít khi mà bày tỏ cái sự yếu đuối ra ngoài. Nếu mà đã là con trai á, thì phải luôn luôn có nghĩa vụ và trách nhiệm phải giúp đỡ người yêu của mình. Nhưng mà mình thấy đây là một cái định nghĩa rất là áp lực lên cả người phụ nữ lẫn người đàn ông luôn. Cái chuyện kinh tế á, bản thân mình dù là nam hay nữ thì cũng nên độc lập kinh tế trước, rồi mình mới tìm kiếm cái sự hỗ trợ đó ở người khác. Nếu như mà khi nào mình gặp khó khăn mình cũng phải tìm kiếm một người nào đó để giúp đỡ mình á, thì mình sẽ không đủ tự đứng vững trên đôi chân của mình đâu, bởi vì không phải lúc nào cũng có người sẵn sàng ở bên cạnh và giúp đỡ mình. Ở trong gia đình, vợ chồng thì đều phải có một cái sức nặng về suy nghĩ hay về quan điểm là như nhau. Tất nhiên là có những chuyện mà phụ nữ có thế mạnh hơn, cũng có chuyện là đàn ông có thế mạnh hơn. Thì lúc đấy thì cũng không nhất thiết là về bình đẳng. Có nghĩa là quyết định một việc gì đó thì 50-50, mà cái việc đó là thế mạnh của ai thì nên tôn trọng ý kiến của người đó hơn, như vậy. Nam nữ thì không có gì to tát hết á. Có nghĩa là cái việc mà bình đẳng đó nghĩa là chia sẻ với nhau trong công việc gia đình lẫn ngoài xã hội luôn. Mình sẽ mong muốn là người phụ nữ hoặc là nam gì đó mình chia sẻ đều, ví dụ như trong công việc lẫn trong cái sinh hoạt gia đình rồi về ngoài xã hội. Cái bình đẳng đó nó thể hiện tất cả mọi nơi chứ không phải là một chỗ. Như vậy, công bằng chỉ được thực thi khi nó tính đến cả những hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Rất nhiều người khi nghĩ đến bình đẳng giới thì luôn hình dung đó là một cuộc đấu tranh cam go, khốc liệt để đòi quyền lợi cho người phụ nữ. Tuy nhiên, sự thật thì thực hiện bình đẳng giới có ý nghĩa sâu xa, đó là giải phóng con người, cả nam lẫn nữ quý vị nhé, khỏi những áp lực vô hình của những định kiến.
Người ta thì luôn cho rằng phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình, còn nam giới thì là trụ cột. Điều này thì khiến cho áp lực phải thực hiện thiên chức đè nặng lên vai của nữ giới. Trong khi đó thì áp lực kiếm được nhiều tiền phải là chỗ dựa của vợ con, khiến cho các đấng mày râu cũng chịu nhiều khốn đốn. Bởi thế nên để giảm áp lực cho mỗi người, để cả hai cùng cảm thấy được chia sẻ, mỗi chúng ta cần loại bỏ ra khỏi đầu những tư tưởng cổ suý định kiến giới này. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Chúc các bạn một ngày thật vui tươi và tràn đầy năng lượng. Và để có thể theo dõi nhiều chương trình podcast hấp dẫn của chúng tôi thì hãy cài đặt ứng dụng Spotify và truy cập vào kênh của chúng tôi bạn nhé.